Giống lúa thuần BT09 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận chính thức năm 2019. Với đặc tính nổi trội về chống chịu sâu bệnh, chất lượng tốt và thời gian sinh trưởng ngắn, giống lúa này đang được nông dân nhiều tỉnh phía Bắc gieo cấy. Tại cánh đồng xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, giống lúa BT09 đã bén rễ được 5 vụ. Ban đầu, bà con chỉ gieo cấy thử nghiệm trong phạm vi 1 hectare để so sánh đối chứng với các giống lúa khác. Do đạt hiệu quả cao nên bà con mở rộng gieo cấy tập trung thành cánh đồng diện tích 20 hectare. Nhiều người dân địa phương cũng mua giống BT09 để gieo cấy. Nếu nói về cái giống BT09 là cái ưu điểm là cái thời gian sinh trưởng ngắn ngày. Hai nữa là chất lượng gạo của nó thì tương đương với cái Bắc Thơm 7. Thế và cái năng suất thì cao hơn. Như cái vụ xuân năm 2018 là chúng tôi đạt được 2 tạ 4 trên sào Bắc Bộ là phơi già. Thế và cái chất lượng gạo thì báo cáo các anh, nó thơm thì nó không thơm lắm. Nhưng mà cái này nó có ưu điểm, nó dẻo. Mà cái lúa này thì để lâu nó vẫn dẻo. Thế nên được bà con nhân dân là rất là ưa chuộng. Vụ xuân năm 2020, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng mô hình liên kết gói kỹ thuật canh tác tiên tiến sản xuất giống lúa BT09 với Hợp tác xã Nông nghiệp Quỳnh Ngọc. Thời điểm thu hoạch, những cánh đồng nhuộm màu vàng rực, những bông lúa chĩu hạt khẳng định một vụ bội thu. Đặc biệt, Hợp tác xã Quỳnh Ngọc cung ứng toàn bộ dịch vụ từ làm đất, gieo cấy cho đến khâu thu hoạch. Nhờ đó, nông dân tham gia mô hình có thể giảm rất nhiều công lao động canh tác lúa. Đây là cái giống lúa chất lượng, nên nếu đảm bảo được hai yếu tố về cả về chất lượng, cả về cái năng suất thì cũng tương đối tốt. Và trong cái trên cái cơ sở này, cái mô hình của viện mà làm tại xã Quỳnh Ngọc thì với cục góc độ của các chuyên môn thì chúng tôi sẽ khuyến cáo tuyên truyền cho các địa phương, thứ nhất là xây dựng cái mô hình để dần dần đưa cái giống này vào trong cái sản xuất, đặc biệt là trong cái sản xuất vụ xuân, để mà đáp ứng được trong cái vấn đề thay đổi cơ cấu cây trồng mà trong sản xuất, đưa cái giống lúa mà có cái chất lượng và cái năng suất phù hợp với cái đồng đất để mà phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao được cái hiệu quả và cái thu nhập cho bà con nông dân. BT09 là giống lúa thuần chất lượng cao, được lựa chọn là một trong các giống lúa trong chương trình sản phẩm quốc gia về lúa gạo. Chỉ chưa đầy một năm sau khi được công nhận chính thức, giống BT09 đã được bà con gieo cấy với diện tích hàng ngàn hecta. Chúng ta thấy là cái lúa mới thì thu hoạch ăn rất ngon, nhưng mà có nhiều giống ấy là lúc mới thu hoạch ăn rất ngon, nhưng mà sau một thời gian bảo quản 5-6 tháng hoặc 1 năm thì cái chất lượng nó bị giảm rất nhiều. Nhưng riêng cái giống BT09 này thì giữ được cái chất lượng đó rất tốt. Hiện nay BT09 chúng tôi thì cơ bản là chúng tôi đã triển khai ở các cái vùng phía Bắc, ở Bắc Trung Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt Hà Tĩnh thì đã vào cơ cấu rất nhiều. Đấy, và địa phương cũng đã đưa vào cơ cấu, hiện nay hàng nghìn hecta ở Hà Tĩnh, rồi Nghệ An, Thanh Hóa và đồng sông Hồng chúng tôi cũng đã triển khai rất nhiều địa phương. Các doanh nghiệp đi nuôi cùng tôi về sau đó là thu mua lại cái chất lượng gạo này, cái giống gạo giống này để mà làm cái gạo thương phẩm, cái giống rất ngon. Do BT09 có đặc điểm nổi trội là thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân khoảng 120 đến 125 ngày, vụ mùa khoảng 90 đến 95 ngày, rất thích hợp với các địa phương có truyền thống cấy 3 vụ, đặc biệt là các vùng trồng cây vụ đông có chân vàn và vàn cao.